mời cộng đoàn nghe lịch mục vụ trong tuần. Thứ hai, Hoàng Nguyên, quan thầy ban bảo vệ sự sống Caritas Hà Nội, 11 giờ trưa. Hoàng Nguyên, quan thầy ca đoàn, 5 giờ 30 chiều. Thứ ba, 4 giờ Hoàng Nguyên, 4 giờ 45 sáng, cổ liêu quan thầy xóm 2, 5 giờ chiều. Thứ tư, cổ liêu ca quan thầy ca đoàn, 10 giờ trưa, Hoàng Nguyên 6 giờ chiều. Thứ năm, thủy chú lễ cưới chị Maria Yến và anh Du Xe Đức, 9 giờ 30, Hoàng Nguyên 6 giờ chiều. Thứ sáu, quan thầy các già thủy chú 8 giờ 30 giải tội chầu mình Thánh Chúa, 9 giờ 30 có thánh lễ, Hoàng Nguyên 5 giờ chầu tạ ơn, 6 giờ chiều. Thứ bảy, thủy chú lễ cưới anh Du Xe Nguyễn Văn Hiệp và Maria Trang, 9 giờ họ Đạo Nguyên cha Du Xe Tái Thái, 6 giờ Vĩnh Xuân, 6 giờ chiều Chúa Nhật Thiển Linh Vĩnh Ninh, 5 giờ 30 sáng Hoàng Nguyên, 4 giờ chiều Hoàng Nguyên, 4 giờ chiều. Xin cảm ơn cộng đoàn, mời cộng đoàn đọc kinh dâng lễ.
ông nào bà đấy. Xem có đúng bà nhà mình không. Mời bác Kiêu ngồi lên ghế trên. Vâng, lên ghế đầu ấy ạ. Vâng, đúng rồi đấy. Cứ luống cuống như thể lần đầu tiên dắt tay nhau lên bàn thờ vậy. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày lễ kính Thánh Gia, giáo sư chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày thành hôn cho những cặp vợ chồng đã sống với nhau được nhiều năm. Hiện diện ở nhà thờ của chúng ta đây có 7 đôi: ông Phêrô Lại Văn Long và bà Maria Lại Thị Điền 55 năm, ông Giuse Lại Văn Triệu và bà Maria Lại Thị Đào 50 năm, ông Mattia Nguyễn Xuân Kiêu và bà Maria Nguyễn Thị Hạnh ở Thủy Chú 50 năm, ông Giuse Trần Văn Non và bà Maria Lại Thị Tăng 30 năm, ông Francisco Nguyễn Văn Huân và bà Anna Hoàng Thị Thẩm 30 năm, anh Giuse Nguyễn Văn Thọ và chị Maria Nguyễn Thị Lân 25 năm, anh Giuse Đào Văn Xuyên và chị Maria Hoàng Thị Lối ở Vĩnh Ninh 20 năm. Vậy là chúng ta có 7 đôi. Chúng ta cùng chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay thật là ròn rã. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay có sự ưu ái rất chân quý của cha quản hạt, cha Giuse Vũ Ngọc Ruẫn. Chúng ta cùng chào mừng cha quản hạt bằng một tràng pháo tay. Hôm nay khi cử hành thánh lễ, chúng ta cùng hợp ý tạ ơn Chúa cho 7 cặp vợ chồng đang hiện diện giữa chúng ta đây nhân dịp kỷ niệm ngày hôn phối. Chúng ta cũng cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, để mỗi gia đình qua sự cố gắng của mỗi thành viên thì đều trở nên gia đình thánh giống như Thánh Gia Thất vậy. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn Gregorio, Anne, Giuse, cho tổ tiên nội ngoại xin ơn bình an, xin được như ý và xin chung cho các linh hồn. Giờ đây chúng ta cùng xin Chúa tha thứ tội lỗi để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, cho người thiên tâm. Chúng con chúng tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Thank you.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con Thiên Chúa, Chúa Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhân lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần, trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh gia như tấm gương sáng lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Abraham trong một thị kiến rằng: Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abraham thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người đa mát. Ông Abraham còn nói: Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Đức Chúa viếng thăm bà Sarah như người đã phán, và người đã làm cho bà như người đã hứa. Bà Sarah có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã về già, và thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Và ông Abraham đã đặt tên cho đứa con mà bà Sarah sinh ra cho ông. Ông đặt tên là Isaac. Đó là lời Chúa. Vinh phúc cho người hằng sợ Chúa luôn. Đường lối Chúa chính trực bền tâm soi bước. Nhiều công sức nay người được hướng thánh nhân, ngàn muôn phúc lộc hạnh phúc dâng tràn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cành nho chín thơm ngọt trổ nhiều, trái tươi là hiền thế dịu dàng ở trong gia thân. Cành ngô liu đâm nhiều chồi búp non đềm, là con cái bạn đầm ấm sum vầy. Ngàn ơn phúc xuống cho người sợ Chúa luôn, từ Si-on Chúa thương tình luôn chúc phúc. Này gia liêm huy hoàng chủ phú hưng thịnh, hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. Bạn sẽ thấy cháu con đầy đàn xung quanh, lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống giữ thầy, bình an Chúa trời trùm kín dân Ngài. Bài trích thư gửi tín hữu Hiếp Di. Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Sara vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dõi dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời, cát biển không tài nào đếm được. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo, chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như một biểu tượng. Đó là lời Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah.
Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay lễ Thánh Gia Thất, một gia đình chuẩn mực, đó là gia đình của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Gia đình đó đã trở nên chuẩn mực và là gương mẫu cho tất cả các gia đình. Vì thế hôm nay cũng là ngày mà chúng ta, những người đang sống trong gia đình, là ngày có thể được kể là quan thầy của các gia đình. Và chúng ta cũng xin ơn Chúa để Chúa thánh hóa các gia đình của chúng ta. Bởi vì lẽ rằng không có ai đến đây mà không đi ra từ gia đình. Một cách nào đó đều đi ra từ gia đình. Cho nên ngày hôm nay là ngày lễ quan thầy của các gia đình chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu được sinh ra trong một gia đình, Thánh Giuse và Đức Maria là người cha và là người mẹ. Một người con được sinh ra trong mái ấm gia đình, Giuse Maria đã làm nên một gia đình đúng nghĩa. Và gia đình ấy đã được trở nên mẫu mực và cho tất cả những gia đình chúng ta soi gương bắt chước. Hôm nay trong phụng vụ lời Chúa, chúng ta cũng thấy nói tới hai gia đình ở hai thế hệ rất xa nhau. Tổ phụ Abraham và Đức Maria Thánh Giuse. Tổ phụ Abraham có bà bạn đời là Sarah và người con là Isaac, được nói tới trong bài đọc thứ nhất sách Sáng Thế và thư gửi tín hữu Hebrew. Còn bài tin mừng thì nói tới gia đình của Chúa Giêsu, đó là Đức Maria và Thánh Giuse. Thì nghĩ hôm nay ở trong nhà thờ cũng có rất nhiều các gia đình, nhưng đặc biệt là có bảy gia đình. Bảy gia đình thì sớm nhất là 20 năm và lâu nhất là 55 năm. Tôi có thể liên tưởng hôm nay trong phụng vụ có gia đình ông Abraham, bà Sarah và Isaac, là cặp vợ chồng rất già, sống ở thời cựu ước. Còn gia đình của Chúa Giêsu là Đức Maria và Thánh Giuse thì ở cái thời tân ước. Cho nên hôm nay gia xứ cũng đã đồng ý để chọn một ngày để là ngày lễ bổn mạng của các gia đình, nhưng có bảy gia đình hôm nay được mừng ngày lĩnh nhận cử hành bí tích hôn phối, lập gia đình. Và thì chúng ta qua phụng vụ lời Chúa và nhất là trong lời nguyện đầu lễ, giáo hội nói với chúng ta về gia đình như thế nào? Lạy Chúa, Chúa đã đề cao gia đình thánh gia như một tấm gương sáng làn để cho chúng con được học đòi bắt chước, để sống đùm bọc yêu thương nhau và sống đúng lễ nghĩa gia phong. Cho nên gia đình của chúng ta, dù là ở cái mức độ nào, giàu hay nghèo, có thể là phát triển kinh tế, có thể có nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi, nhưng một gia đình đúng nghĩa phải là gì? Một cộng đoàn sống yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, trên thuận dưới hòa và đúng lễ nghĩa gia phong.
Đấy là một gia đình. Thưa anh chị em, ngày hôm nay giáo hội đề cao gia đình thánh gia. Giáo hội mời gọi chúng ta tất cả những người đang sống trong đời sống gia đình biết nhìn ngắm gia đình Thánh Giuse là những nhân vật rất là quan trọng, là những nhân vật đặc biệt ở trong gia đình. Nếu nhìn về gia đình của tổ phụ Abraham thì Abraham còn được kể là cha của những người tin. Sarah đã già nhưng vì lòng tin vào Thiên Chúa đã cưu mang và sinh ra Isaac. Còn Đức Mẹ và Thánh Giuse trong gia đình Nazareth hôm nay, thưa anh chị em, Đức Maria là người được Chúa chọn và mẹ là người đầy ơn phúc. Thánh Giuse là người công chính, còn Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Vậy thì gia đình, một gia đình mẫu mực phải có người cha, người mẹ và con cái chuẩn mực, sống đời sống đạo đức, thật đức tin. À, thế thì hôm nay bảy gia đình mà mừng ngày kỷ niệm hôn phối đẹp lắm. Chắc chắn rằng những cặp vợ chồng hôm nay, nhất là với ông Long 55 năm, thì tôi đến Hoàng Nguyên thì ông đã sống đời sống hôn nhân gia đình rồi, chắc chắn phải là cố Phaolô chỉnh chứng hôn. Và ông Kiêu nữa cũng phải là cố Phaolô chứng hôn, bởi vì 50 năm, 55 năm thì đã là ở thế hệ trước lắm rồi. Thế còn 20 năm, 30 năm thì ở thời cố Giuse Maria Bùi Tám. Chúng tôi là những người đến sau, mặc dù không chứng kiến cái ngày mà các ông các bà thành hôn với nhau, bắt tay nhau và trao nhẫn cho nhau và hứa lời cam kết với nhau trước mặt Chúa. Nhưng hôm nay tôi và cha xứ, thưa anh chị em, biết rằng thời gian 55 năm, 50 năm, 30 năm và 40 năm, 20 năm trải qua từng ấy năm trời sống trong đời sống hôn nhân. Vậy thì hôm nay không phải là có ý để đề cao muốn cá nhân hay là nêu lên một vài gia đình, nhưng thưa anh chị em, đúng hơn hôm nay là ngày để mà chúng ta thấy rằng cái định chế của hôn nhân gia đình với chúng ta những người Kitô hữu nó bền vững như thế nào, và giá trị của gia đình, vai trò của gia đình trong giáo hội và trong xã hội cần thiết như thế nào. Chứ không phải là có ý đề cao bảy gia đình hôm nay, mà giáo hội hôm nay khi mừng lễ Thánh Gia Thất thì giáo hội muốn chúng ta, mời gọi chúng ta nhìn về định chế của hôn nhân gia đình mà Thiên Chúa đã thiết lập, nhìn về sự có mặt và hiện thế của gia đình trong giáo hội và trong xã hội. Bởi vì chúng ta vẫn được nghe nói gia đình là tế bào của giáo hội và xã hội đấy thôi. Cũng như thân thể con người ta, để khỏe mạnh cường tráng thì phải có các tế bào khỏe, thì cũng thế, giáo hội và xã hội tốt lành thánh thiện thì cũng phải có các gia đình bền vững chung thủy trong đời sống hôn nhân, sống trên thuận dưới hòa, đùm bọc yêu thương nhau và sống đúng lễ nghĩa gia phong, thì mới có được một giáo hội thánh thiện, thì mới có được một xã hội trật tự với kỷ cương. Vậy thì hôm nay sau 55 năm, 50 năm, 30 năm và 20 năm, có dịp để các ông bà ngồi bên nhau trước mặt Chúa để nhìn lại 55 năm. Chắc chắn rằng ông Long lúc đó cách đây 55 năm thì một cái thánh lễ cưới ở nhà thờ Hoàng Nguyên này thì nó bình thường lắm. Tôi nhớ là cố Trình có một cái bó hoa nhựa, cái thế thôi, ôm bó hoa nhựa từ cuối nhà thờ đi lên, ông lại cất vào nhà bằng áo, hôm nào có lại đưa ra, thì có cái bó hoa nhựa đấy không? Thế thế mà sống cho tới ngày hôm nay 55 năm, đẹp như thế cơ mà. Cho nên tất cả những cái gì nó ở bên ngoài, thôi thì có thì làm lớn mà không có thì làm nhỏ. Có hoa tươi thì dùng hoa tươi, mà có hoa nhựa, hoa giấy thì dùng kẻ hoa nhựa, hoa giấy. Nhưng quan trọng là tình thương yêu. Định chế của hôn nhân gia đình, khế ước của hôn nhân gia đình và lời cam kết trung thành trước mặt Chúa và giáo hội, đó mới là hòa, đó mới là cái lời cam kết đẹp, và đó mới là sự duy trì ràng buộc cho một đời sống hôn nhân gia đình có tới 55 năm, 50 năm cơ mà. Còn hôm nay thì người ta sống với nhau mới có mấy tháng thôi, hay là vài năm thôi thì đã thấy có những vấn đề 55 năm. Vậy thì hôm nay ông Long 55 năm, có cái gì xảy ra trong 55 năm vậy?
50 năm của ông Kiêu, 30 năm, rồi 20 năm. Có dịp để chúng ta ôn lại. Ôn lại, ừ nhỉ, thế mà đã 55 năm nay rồi. Điều gì đã xảy ra? 50 năm có cái gì? Chắc chắn là nụ hôn, nụ cười thì không kể xiết. Lúc ở trong nhà xứ tôi bảo hôm nay các ông các bà phải hôn nhau đi cái. Sao mà không hôn được? Tôi dâng lễ bà cho cụ Mạnh ở ngoài Trầm Hạ 60 năm. Tôi mời hai cụ hôn nhau đây cho cái. Hai cụ đứng lên ôm nhau hôn ở trước cửa, mà trước gian cung thánh. Cả nhà thờ cười và vỗ tay. Thì tôi mới vui, tôi bảo là mình thì chả được hôn nhưng mình xui người ta hôn thì mình xem. Đẹp như vậy cơ mà. Cho nên 50 năm và 50 năm, 30 năm, 20 năm, nụ hôn, nụ cười thì không kể xiết, đúng không? Đấy, ví dụ như ông Long cách đây 55 năm, cái nụ hôn đầu tiên đặt vào má bà Điền nó còn căng hồng. Nhưng cái nụ hôn ấy nó không bạc đi đâu, nó không mất đi đâu, mà dần dần nó cứ chìm sâu vào trong má. Bây giờ tìm mà sao vẫn còn đấy. Bởi vì cái lúc đó thì má còn căng, đúng không? Bây giờ má nó nhăn vào rồi thì nó cứ nhăn bao nhiêu thì nó càng chìm sâu vào trong đó bấy nhiêu, càng đẹp, càng hay và càng có ý nghĩa. Cho nên 55 năm cũng như là 30 năm, 20 năm, nụ hôn, nụ cười không kể xiết. Thế nhưng những nỗi lo lắng và đôi khi cả nước mắt nữa thì cũng không phải là ít. Bởi vì tôi cứ so sánh tôi đời sống năm 25 năm linh mục là tôi biết rồi. Chỉ có 25 năm linh mục thôi thì cũng đã biết rồi. Thì tôi nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình, nụ cười, nụ hôn thì rất nhiều, nhưng nước mắt và những ngày vất vả mệt nhọc chán trường cũng không phải là không có. Có gì. Thế nhưng tất cả những thứ đó đã dệt lên một cuộc đời hôn nhân gia đình, dệt lên một tấm thảm đẹp cho giáo hội và cho xã hội. Bởi vì nếu cuộc sống mà không có những nụ hôn nụ cười, nếu cuộc sống mà không có những lúc mà thất bại, chua cay đắng chát nước mắt, thưa anh chị em, cuộc sống đó cũng nhạt nhẽo. Bởi vì đời đời không phôi pha thì không phải là đời cơ. Cho nên tôi cứ nhìn từ đời sống của tôi 25 năm linh mục là tôi biết. Ngày có ngày cười không hết, nhưng cũng có ngày cảm thấy thất bại, chán trường, cảm thấy tủi thân. Thì chắc chắn là tôi nghĩ là đời sống hôn nhân gia đình thì cũng không phải là không có những việc đó xảy ra. Thế nhưng tất cả chúng ta sẽ gom nó lại để dệt lên một tấm thảm cuộc đời của đời sống hôn nhân, của đời sống gia đình. Và hôm nay chúng ta nhìn lại bức thảm 55 chúng ta đã dệt bằng nụ hôn, nụ cười và nước mắt và những thất bại, thấy một tấm thảm đẹp. Cái lúc trước lẽ chúng ta thấy các gia đình chụp ảnh với con cái cháu chắc đẹp như vậy. Và như thế chúng ta càng thấy cái giá trị của gia đình. Cái nền tảng căn bản của giáo hội và của xã hội là gia đình chứ, thưa anh chị em. Thế nhưng hôm nay trong cái thời buổi công nghiệp, người ta dễ dàng đánh mất đi cái giá trị đẹp của gia đình. Bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ tốt lành được học từ gia đình. Gia đình là chuẩn mực, gia đình là khuôn mẫu, gia đình để đào tạo nhân cách và tư cách của con người. Và gia đình cũng là nơi để chúng ta được đào luyện trong đời sống đức tin. Nói như thế có cơ sở là bởi vì ngay cả Chúa Giêsu, để có một cuộc rao giảng tin mừng thành công, đạt đến sự thành đạt mà khiến Thiên Chúa Cha phải ưng, thì Chúa Giêsu cũng múc kín tất cả từ mái ấm gia đình ở Nazareth, chịu những sự dạy dỗ của ông Thánh Giuse và của Đức Maria. Nếu chúng ta đọc kỹ tin mừng, chúng ta sẽ thấy tất cả những gì mà sau này Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng mà Ngài nêu ra như là những ví dụ thì Ngài lấy ở đâu? Lấy ở nơi mái nhà Nazareth, lấy ở nơi Đức Maria và nơi thánh cả Giuse. Khi người nói về cái tấm vải mới không bao giờ vá vào cái áo cũ, thì Chúa Giêsu đã nhìn thấy Đức Mẹ vá áo như vậy. Cho nên không ai lấy vải mới và vá vào áo cũ. Chúa Giêsu đã nhìn thấy Đức Mẹ xử sự như thế.
không ai, hoặc là không ai đổ rượu mới vào bình cũ. Đức Mẹ đã làm và Chúa Giêsu đã nhìn. Rồi còn bao nhiêu những gì mà Chúa Giêsu lấy làm ví dụ, làm bằng chứng để đi loan báo tin mừng thì đều kín mốc từ mái nhà Nazareth. Vì thế hôm nay giáo hội đề cao gia đình thánh gia, nhưng giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải bảo vệ gia đình và phải đề cao chính gia đình của chúng ta. Và vì tôi biết về Hoàng Nguyên, tôi về Hoàng Nguyên cũng là những năm rất là sớm, 1969 tôi đã ở Hoàng Nguyên này rồi. Và thì tôi biết được gia đình nhà ông Long hôm nay, bà Điền đi ra từ gia đình nào và cuộc sống của anh em như thế nào. Đấy, và rồi để có thể tiếp nối như ông Non rồi ông Huân, tôi biết. Và thì phải đi từ những gia đình như thế nào. Và hôm nay với cái sự bền vững của gia đình và giá trị của gia đình và những điều tích cực kín múc được từ gia đình, hôm nay như là những hành trang trong cuộc sống của các ông các bà ngày hôm nay mừng kỷ niệm hôn phối ít nhất là 20 năm và cho tới 55 năm. Và thì hôm nay một lần nữa để chúng ta được mời gọi để nhìn ngắm gia đình thánh gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Nếu chúng ta là những người cha đến với Thánh Giuse học đòi và hỏi kinh nghiệm của Thánh Giuse, người cha người chồng, nếu chúng ta là những người mẹ, chúng ta chạy đến với Đức Maria với kinh nghiệm của mẹ, người vợ, người mẹ nuôi dạy con như thế nào. Còn nếu chúng ta là những người con hôm nay thì Chúa Giêsu là tấm gương để về cuộc sống thảo hiếu. Thảo hiếu với cha trên trời, nhưng cũng thảo hiếu với cả cha mẹ trần gian là Thánh Giuse và Đức Maria. Kinh Thánh hôm nay cũng nói rằng Hài Nhi Giêsu càng lớn lên càng thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, nhân đức trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu chỉ có thể đầy khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và loài người là nhận sự giáo dưỡng của Thánh Giuse và của Đức Maria. Cho nên hôm nay ngày quan thầy của các gia đình, của những bậc làm cha làm mẹ và của những người con, khi chúng ta soi ngắm vào gia đình của chúng ta, đặt cận kề gia đình của Thánh gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, chúng ta thấy gia đình Thánh gia rất gần gũi gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào hang đá, chúng ta thấy gia đình của Chúa Giêsu rất gần với gia đình của chúng ta, người cha người mẹ và người con trong mái nhà Nazareth. Và hôm nay chúng ta cũng nhìn vào gia đình của chúng ta cũng có một người cha, một người mẹ và con cái. Vì thế cho nên việc con Thiên Chúa xuống thế làm người làm cho Thiên Chúa gần gũi chúng ta, gia đình của Chúa gần gũi gia đình của chúng ta, gia đình Thánh gia gần gũi gia đình của chúng ta. Vì thế hôm nay tôi cầu chúc cho tất cả các gia đình trong giáo xứ cũng như là tham dự phòng vụ ngày hôm nay, để chúng ta nên giống gia đình Thánh gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cách đặc biệt là bảy gia đình hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm hôn phối, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì 25 năm, 20 năm, 50 năm và 55 năm. Nếu ai nhìn thấy trước 55 năm chắc chắn rằng cũng dùng mình sợ hãi. Nhưng Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, cho chúng ta cứ từng ngày qua đi và đã có tới 55 năm, 50 năm, 30 năm. Tất cả mỗi một ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong hôn nhân gia đình. Vậy mà các ông các bà vẫn cứ vượt thắng vì có đức tin vào Thiên Chúa, có lòng mến, có lòng cậy trông. Và một cách nào đó nói rằng gia đình của Thánh gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã trở nên khuôn mẫu cho tất cả các gia đình, đặc biệt là cho bảy gia đình hôm nay. Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình của chúng ta nói chung, đặc biệt là bảy gia đình hôm nay chúng ta mừng lễ. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục. Nếu như cách đây 55 năm, 50 năm, 30 năm mà các ông các bà nói với nhau rằng anh không thể sống mà thiếu em, em cũng không thể sống mà thiếu anh được, 55 năm đối với ông Long và Điền, thì hôm nay lại nói lại, ông nói với bà, tôi cũng không thể sống mà thiếu bà được. Bà cũng nói với ông, tôi cũng không thể sống mà thiếu ông được. Đẹp như vậy cơ.
Có chỉ 50 năm trước đây chỉ thương như gọi với nhau bằng anh cho nó thân mật, nhưng bây giờ tôi gọi bằng ông. Tôi không thể thiếu mà vắng bà, mà tôi cũng không thể thiếu mà vắng ông. Đẹp không thưa anh chị em? Thiên Chúa từ trên cao nhìn xuống những mái ấm gia đình, có những cặp vợ chồng già, có những cặp vợ chồng trẻ, và tất cả đang phấn đấu để sống thành một gia đình, để rồi sống lên như gia đình của Thánh Gia, và rồi vươn lên tới gia đình của Thiên Chúa. Năm nay là năm hiệp thông, hiệp thông từ trong gia đình, hiệp thông trong giáo xứ, và hiệp thông với Thiên Chúa, và hiệp thông với xã hội. Cầu chúc tất cả mọi người đã đang sống mối hiệp thông với nhau, để rồi chúng ta cùng nhau để chúng ta sống mối hiệp thông với xã hội và với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Amen. Hôm nay cha quản hạt mới cho chúng ta biết rằng trước đây cha cố chỉnh có hoa nhựa. Bây giờ thì nhà thờ tràn ngập hoa tươi. Hôm nay nhân dịp ngày kỷ niệm và ngày thành hôn thì các ông các bà hiện diện ở đây sẽ lặp lại lời hứa. Họ đã sống với nhau rất nhiều năm, yêu thương, tôn trọng và chung thủy. Tuy nhiên thì trong cái dịp này, xã hội vẫn muốn những người làm vợ, làm chồng lặp lại cái lời hứa đó, để không chỉ tiếp tục trong những quãng đường sẽ đi tiếp, mà còn nhắc nhớ cho những người khác, nhất là các con, các cháu, những người đang sống đời sống hôn nhân và những người sẽ bước vào đời sống gia đình, luôn ý thức về điều này, để đến một ngày nào đó cũng có thể được tới 55 năm, 50 năm và thậm chí 70 năm nữa. Tưởng nhớ lại lễ cử hành năm xưa, trong đó qua bí tích hôn phối, các ông các bà đã liên kết cuộc sống với nhau bằng mối dây không thể tháo gỡ. Giờ đây trước mặt Chúa, các ông các bà muốn lặp lại những lời hứa mà năm xưa các ông các bà đã cam kết với nhau. Các ông các bà hãy cầu khẩn Chúa ban ơn để những lời hứa này được nên vững bền. Xin Chúa gìn giữ các ông các bà mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Ngài ủi an các ông các bà lúc gian nan, phù giúp các ông các bà khi thịnh vượng, và cho nhà các ông các bà được tràn đầy phúc lành của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lúc đầu lễ tôi có nói rằng ông nào thì bà đấy. Lý do là bởi vì đứng gần nhau thì nói những cái lời vừa rồi nghe nó mới rõ. Không thành thử nghe lời của hàng xóm mất thì không có được. Và một điều nữa đó là làm phép nhẫn. Hôm qua khi mà gặp các ông các bà đây, bảo là những ai còn giữ được nhẫn ngày xưa. Lý do là bởi vì lại cha cố chỉnh cho mượn. Ngài có một đôi nhẫn, rồi cứ đám nào đến cử hành lễ cưới thì Ngài cho mượn, xong Ngài đòi lại. Hôm sau đám sau lại như vậy. Nhưng mà hôm nay thì có nhẫn mới cả. Có đủ chưa ạ? Vâng, nên các ông cầm ở trên tay đi. Trao nhẫn cho nhau phải đứng cạnh nhau mới trao được. Đứng với hàng xóm không trao được. Con cầm ở trên, cầm sách.
cầm ở trên tay chị ạ, mở ra đi ạ. Vâng. Lạy Chúa xin gia tăng và thánh hóa tình yêu của các tôi tớ Chúa đây, để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ lòng chung thủy cũng luôn được thăng tiến trong ân sủng của bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Được rồi, bây giờ thì các ông trao cho các bà đi. Quay vào nhau chứ. Đến lượt các bà trao cho các ông. Chưa trao bao giờ thành thử rất là run. Hôm qua có người hỏi tôi rằng năm ngoái khi mà cúng cử hành ngày lễ này hát bài đôi dép, năm nay hát bài gì? Nghĩ mãi mà chưa biết hát bài gì cả. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hát một bài chúc mừng cho các cặp vợ chồng hiện diện ở đây hôm nay. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ tuyệt vời, Chúa ban tràn đầy hạnh phúc. Chúc mừng và xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúng ta nổ một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho các cặp vợ chồng hiện diện ở đây. Và cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là mà người xuống thai sinh bởi bà Maria, đồng trinh chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô. Trên bà tăng xa xuống ngục tổ tâm ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã muốn dùng chương trình rất khôn ngoan của Ngài để diễn tả lịch sử cứu độ bằng tình yêu thương, bằng lòng chung thủy và bằng sự phong phú của hôn nhân. Vậy, chúng ta khẩn cầu lòng thương xót của Cha chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho Hội Thánh là gia đình của Người luôn sống trong sứ mạng là mẹ và thầy. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi gia đình trên thế giới được sống hòa thuận và an vui. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho các gia đình đang gặp đau khổ và thử thách tìm lại được hạnh phúc và bình an. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho các gia đình trong giáo xứ biết sống thánh thiện và hiệp nhất theo gương gia đình Nazareth. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Đấng Trung Tín,
Chúa đòi buộc mọi người giữ giao ước của Chúa và thưởng công cho họ. Xin đoái thương ban tràn đầy phúc lành của Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là những người hôm nay mừng kỷ niệm ngày thành hôn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con theo cầu cùng Chúa. Lạy Chúa là đấng từ đời đời luôn hợp nhất trong cuộc sống và hiệp thông trong tình yêu với Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin ban cho các tôi tớ Chúa đây biết luôn ghi nhớ và trung thành gìn giữ giao ước tình yêu mà họ đã ký kết với nhau qua bí tích hôn phối. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con theo cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho cộng đồng gia đình có nền tảng vững chắc. Xin thương xót nghe lời cầu khẩn của các tôi tớ Chúa đây và ban cho họ khi noi theo gương mẫu của Thánh gia, biết không ngừng ngợi khen Chúa trong niềm hân hoan nơi nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trên bàn tay con đây là tấm bánh với chén nho lành, thấm từng giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người dâng cuộc đời chơi vơi, mong manh một kiếm bỏ hoa những dàn rào ân huệ của Chúa ngọt ngào dưới tình yêu Chúa. Như ngọn lên lung linh lòng cung kính nửa mến tình tuyền, cõi lòng này thầm mong và nguyện ương ngọn lên hao gầy để tình người thắng sâu đâu. Chúa là nguồn ân tình tuyệt đối, Chúa tình yêu giá nghiêm đời con. Như làn hương bay cao về nhan Chúa, tiếng hát nguyện cầu suốt cuộc đời con đây là của lễ tòa ngán hương tình. Chôn tình này đơn sơ, mong sao đền đáng tình cha thương dàn dào vô về sưởi ấm cho lòng con ôn tình yêu Chúa. Đây làn hoa tươi xinh và thơm ngon, con hãy dâng về khắp vạn bàn đôi cao và gieo xuôi cả xuân bốn mùa, dâng màu xanh xứ sông thân con lặng kiếm chờ mong ơn lành người tươi gọi cuộc sống cho đời con thắm tình yêu Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi thánh cha để con cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhan. Vì lời Thánh Mẫu Đồng Trinh và Thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang cùng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Cho tôi đi Chúa vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến ông Phêrô Lại Văn Long và bà Maria Lại Thị Điền, ông Giuse Nguyễn Văn Triều và bà Maria Lại Thị Đào,
ông Matthew Nguyễn Xuân Kiêu và bà Maria Nguyễn Thị Hạnh, ông Giuse Trần Văn Non và bà Maria Lại Thị Tăng, ông Francisco Nguyễn Văn Huân và bà Anna Hoàng Thị Thẩm, ông Giuse Nguyễn Văn Thọ và Maria Nguyễn Thị Lân, Giuse Đào Văn Xuyên và Maria Hoàng Thị Lối, mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho các ông, các bà, các anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha có hoàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chứa cam dỗ, lạy Chúa, chúng con ca ngợi và chúc tụng Chúa là Thiên Chúa và là đấng tạo dựng muôn loài. Ngay từ đầu, Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ làm nên một cộng đoàn sự sống và tình yêu. Chúng con cũng cảm tạ Chúa vì Chúa đã đoái thương ban phúc lành cho cuộc sống gia đình của các tôi tớ Chúa đây hôm nay kỷ niệm ngày thành hôn, để cuộc sống này biểu lộ hình ảnh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy hôm nay xin Chúa nhân từ nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, và như Chúa đã gìn giữ họ luôn luôn hiệp thông với nhau, khi được vui mừng cũng như lúc phải lao nhọc, xin Chúa không ngừng làm cho giao ước hôn nhân của họ được sống động, củng cố tình yêu và mối dây bình an nơi họ, để cùng với đàn con cái cháu chắt bao quanh họ luôn được hưởng phúc lành của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Yeah.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin bị bà máu Thánh Chúa Giêsu Kitô xin giữ con cho được sống. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể. Xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh gia thất, để sau đời khổ ải được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Mời con đoàn chúng ta ngồi xuống một chút. Con mang cái mic cho ông con. Một đại diện cho các gia đình, con muốn có đôi lời bày tỏ với Cha quản hạt và cộng đoàn. Xin mời Cha an toàn, mời cộng đoàn an toàn. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Con xin trọng kính Cha xứ, Cha quản hạt, kính thưa quý sơ, quý cố, quý ban hành giáo, quý cụ, quý cộng đoàn. Hôm nay ngày 27 tháng 12 2020, lễ kính Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse được Cha xứ tổ chức dâng thánh lễ kỷ niệm ngày cưới cho các đôi gia đình chúng con từ 20 năm đến 55 năm, được hai cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình chúng con một cách trang trọng sốt sáng, được Cha chia sẻ lời Chúa để các gia đình chúng con nghe rõ, hiểu rõ về đời sống gia đình, chúng con sống đời sống gia đình một cách tốt hơn và làm gương cho con cháu học và noi theo. Kính thưa Cha, hôm nay là ngày lễ kính gia đình Thánh Gia, các gia đình chúng con quỳ trước bàn thánh cầu xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, thánh cả Giuse cầu xin Chúa ban cho các gia đình chúng con được mạnh khỏe và noi gương bắt chước gia đình Thánh Gia. Chúng con xin chúc hai cha sang năm mới Chúa ban cho hai cha tài đức khôn ngoan mạnh khỏe để lãnh đạo coi sóc xứ Hoàng Nguyên chúng con nói chung, họ Hoàng Nguyên chúng con nói riêng được thăng tiến. Chúng con xin cảm ơn Cha. Tôi xin cảm ơn ca đoàn, nhà xứ đã hát những bài thánh ca một cách sốt sắng, cầu nguyện cho các gia đình chúng tôi. Chúng tôi không quên cảm ơn ban hành giáo, cảm ơn các em lễ sinh. Con xin kính cảm ơn quý sơ, quý cố, quý cụ, quý cộng đoàn đã hiệp thông dâng thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình chúng con một cách sốt sáng. Kính thưa hai cha, trong giây phút linh thiêng này, hồng ân Thiên Chúa đổ xuống như mưa cho tất cả trên cộng đoàn nói chung, cho các gia đình chúng con nói riêng. Chúng con cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn hai cha. Chúng con muốn nói nhiều hơn nữa, vì thời gian không cho phép, con xin dừng lời. Chúng con có bó hoa, hoa kính dâng hai cha, xin hai cha đón nhận. Xin cộng đoàn cho vòng hôm nay. Bông hoa này có đẹp bằng hoa nhựa ngày xưa không?
Cái hoa nhựa nó có giá trị của hoa nhựa đấy, bởi vì nó không bao giờ héo. Nhưng mà hoa tươi rồi nó sẽ héo, đúng không? Đấy, cho nên là hoa nhựa cũng có giá trị của hoa nhựa. Và hoa tươi thì nó lại có cái mùi thơm, còn hoa nhựa thì dù dù nó chẳng có mùi thơm nhưng mà nó lại có cái màu sắc. À, thôi thì hoa nào cũng là hoa. Hoa cách đây 55 năm và hôm nay vẫn là hoa. À, một lần nữa xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn cộng đoàn, cách riêng là bảy gia đình. Cha xứ đã cho con về để đồng tế thánh lễ với cha, và nhất là được ngỏ lời với cộng đoàn, thật là hạnh phúc. Bởi vì có những ngày để mà dâng lễ, có những thánh lễ đặc biệt, nhất là kỷ niệm hôn phối 5 năm, 10 năm, 25 năm, 50 năm, đó là cả một vấn đề. Bởi vì không phải chỉ có hàng linh mục tu sĩ mới có kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh, và hôn nhân chúng ta vẫn có những thánh lễ Ngân Khánh, Ngọc Khánh và Kim Khánh. Mong là tất cả các gia đình chúng ta không có ngại gì hết để mà tổ chức một thánh lễ, cũng là để biểu dương sự vinh quang của Thiên Chúa, cũng là để muốn nói lên cái sự bền chặt của gia đình, để thấy rằng gia đình mà Chúa đã thiết lập nó quan trọng như thế nào, nó cần thiết như thế nào, chứ không phải là cứ phải thế này thế kia thì mới tổ chức nhá. Thì thôi, một lần nữa xin chúc mừng cho bảy gia đình, cũng như chúc mừng cho tất cả các gia đình, và cũng mong rằng có nhiều thánh lễ cha xứ sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những thánh lễ để kỷ niệm, kể cả 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm vẫn có quyền để chúng ta mừng lễ, vì là ngày của Chúa, giờ cũng là giờ của Chúa, mà bí tích hôn phối là do chính Chúa thiết lập, hôn nhân gia đình là Chúa muốn chứ không phải là tự con người chúng ta. Vì thế hãy làm những gì mà Chúa muốn, hãy tạ ơn Chúa vì đó là điều Thiên Chúa muốn. Cảm ơn cha xứ và cộng đoàn. Tôi xin mời cộng đoàn chúng ta đứng để kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trọn đời rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao.
tay đan tay nhịp bước đi trên đời. Xin yêu thương hạnh phúc đến cho người, người em anh yêu, người em anh mến. Mẹ ơi trông đến như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương dắt dìu, tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu, tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Đến cho người, người em anh yêu, người em anh mến. Mẹ ơi trông đến như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu, tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con.